thưa quý vị cơn mưa lớn chiều qua đã cuốn cát đỏ từ trên đồi cao tràn xuống ngập đường nguyễn thông phường phú hải thành phố phan thiết tỉnh bình thuận nơi đây từng nhiều lần xảy ra hiện tượng cát đỏ tràn mỗi khi trời mưa lớn Khoảng 13 giờ 30 phút hôm qua, mưa lớn kéo dài, dòng nước lũ kèm theo các đỏ từ trên đồi cao đổ xuống một đoạn đường Nguyễn Thông, tuyến đường cửa ngõ nối trung tâm thành phố Phan Thiết ra khu du lịch Hàm Tiến Mũi Né. Do lực nước chảy mạnh, nhiều xe máy không thể lưu thông qua khu vực. Các đỏ kèm nước cũng tràn qua đường, đổ vào sân nhà dân. Thời điểm xảy ra vụ việc, một người dân cùng chiếc xe máy bị lũ cuốn trôi hàng chục mét, may mắn đã được người dân ứng cứu. Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết sau đó chỉ đạo các lực lượng liên quan điều phương tiện nhân lực để khắc phục lũ cát đỏ. Ngoài vị trí này, dọc các tuyến đường ven biển ở các xã Tiến Thành, phường Mũi Né và phường Hàm Tiến cũng thường xuyên xảy ra tình trạng cát đỏ tràn mỗi khi mưa lớn. Tỉnh Bình Thuận đã nhiều lần yêu cầu các sở ban ngành và địa phương chủ động ứng phó nhưng vẫn chưa thể dứt điểm.